Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S181. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Bình Trịnh. Rồi, chúng ta đang sở hữu một đội hình tâm ma rất là khủng nha anh em ơi. Và để xem với đội hình khủng như thế này thì mình sẽ quét map như thế nào anh em ạ. Có thuận lợi hay không, có quét map hổ báo hay không, hay là bị những team khác họ hành ngược trở lại. Thì anh em hãy cùng mình xem hết cái trận tâm ma này để chúng ta xem cái kết quả như thế nào anh em ạ. Thường thường vô mấy team đẹp này quét map rất là ghê, nhưng mà khả năng ăn hành ngược lại cũng rất nhiều nha anh em ơi. Như vậy là số lượng đội đã bắt đầu giảm đi rất nhiều rồi. Chúng ta di chuyển sang khu vực số 25. Rồi kẹt kẹt kẹt. Lướt vô nào. Khống chế rồi. Tiêu dao đã có lóc và thiên tâm tiếp tục lên chiêu củi. Rồi, đội bạn đang bị chúng ta khống chế và dùng đam. Thiên vương thì đang quẩy rất là nhiệt tình anh em ạ. Rồi, cuối cùng. Ui, vẫn còn thiên vương kìa. Thiên tâm ơi, dùng đam. Và như vậy là thiên vương cũng đã bị chúng ta kết thúc. Hiện tại team của mình đang rơi vào trạng thái nguy hiểm nha anh em ơi, bởi vì chúng ta đã mất kỹ năng và yểu mẫu. Với tàn kiếm trảm nhạc thì chúng ta hồi máu rất nhanh chóng rồi. Bây giờ thì các thành viên mình đang cố gắng tung tất cả các kỹ năng ra để hồi máu một cách nhanh nhất có thể anh em ạ. Và anh em hãy nhớ giúp mình một điều khi chúng ta quánh tâm ma, đó là nếu như chúng ta có lỡ bị yểu máu thì anh em hãy nhớ gom lính lại và sau đó dùng kỹ năng để hồi máu nha. Anh em đừng có quá tiết kiệm kỹ năng nha anh em ơi. Nếu mình tiết kiệm là anh em khả năng lên 7 điểm số rất cao nếu chúng ta không hồi kịp máu anh em ạ. Và bây giờ thì các thành viên của mình đã chạm mặt được với thương nhân. Và tàn kiếm chúng ta đã có được quyển bí kíp tầm kiếm. Một quyển bí kíp cực kỳ quan trọng ở giai đoạn đầu của môn phái này anh em ạ. Chuẩn bị có tài nguyên mới xuất hiện và chúng ta tiếp tục chết tài nguyên nào anh em. Hình như là có quân thì phải rồi. Đúng là như vậy, hình như có quân anh em ơi. Các thành viên chúng ta tiếp tục farm lên. Có team mới rồi, mặc quân lẻ lên nào. Tàn kiếm rồi, đã bị đóng băng, không thể nào mặc quân được. Thiên tâm có mặc được quân không? Ây cha, thiên tâm đã mặc được quân rồi. Như vậy là tiêu dao chúng ta đã lên 7 điểm số. Một pha phải nói là cực kỳ đáng tiếc cho tiêu dao. Đội bạn có cả thiên tâm, tàn kiếm và một tiêu dao khác nữa anh em ạ. Một đội hình rất giống với chúng ta. Đây rồi, tiêu dao yếu máu. Tàn kiếm không dám đuổi theo tiêu dao. Hiện tại thiên tâm đang có mặt tại khu vực số 10 rồi, không biết tiêu dao bên kia sẽ như thế nào. Bên này chúng ta có một thiên tâm khác nữa. Anh em thấy không? Mình vô team mạnh nhưng mà những team khác họ cũng mạnh. Dẫn đến là một trận tâm ma rất căng thẳng nha anh em ơi. Đừng nghĩ là mình đang sở hữu một đội hình tâm ma mạnh mà anh em nghĩ là chúng ta sẽ làm bá đạo, bá chủ cái trận tâm ma này. Anh em cũng phải nghĩ một vấn đề, đó là những team khác cũng sẽ có những bộ phái mạnh như chúng ta. Và do đó anh em phải hết sức cẩn thận, không được chủ quan. Như vậy là ảo tượng đã bắt đầu xuất hiện. Và bây giờ thì các thành viên chúng ta tiếp tục farm lính để hồi phục lại lượng máu cho tàn kiếm. Thiên tâm đã di chuyển sang khu vực số 2. Mình thấy thiên tâm đã bắt đầu tuột máu, có team rồi nè. Đó là môn phái gì? Đó là tàn kiếm trảm nhạc, một thiên tâm khác nữa. Chúng ta đang bị khống chế cả tiêu dao nữa rồi. Đây là đội hình vừa rồi đã úp vào team chúng ta. Làm thế nào để xử lý được team này anh em ơi? Họ toàn là những môn phái rất mạnh. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn hai môn phái cực kỳ bá đạo trong tâm ma. Đó chính là tàn kiếm trảm nhạc kết hợp cùng thiên tâm. Rồi, tàn kiếm chúng ta đã hồi phục lại được máu. Bây giờ thì anh em vẫn đang tiếp tục nhẫn nhịn farm lính. Và chúng ta chuẩn bị di chuyển về đến khu vực nào đây? Có tài nguyên mới rồi anh em ơi. Máu. Tàn kiếm đang hết sức là cẩn thận anh em ạ. Tình hình trận tâm ma diễn ra rất căng thẳng. Và hiện tại số đội vẫn còn đến 12 đội. Chúng ta tiếp tục di chuyển sang khu vực số 11. Có team rồi, đó là một phái gì? Mình thấy là có cung luôn, có tiêu dao. Tiêu dao lướt vào rồi, nhưng mà có cả tàn kiếm trảm nhạc nữa. Như vậy là tiêu dao đã bị xử lý. Tiếp tục đó chính là cung luôn. Phía trong vẫn còn một tàn kiếm khác nữa. Ây chà, thế là chúng ta đã có được 3 điểm hạ gục. Quá ngon lành. Rồi, thời gian của vòng số 1 chỉ còn khoảng 1 phút 20 giây. Tàn kiếm chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái thế mạnh của mình, đó chính là farm. Tiếp tục farm lính hồi máu và kiếm thêm tài nguyên về cho team. Anh em thấy là lượng tài nguyên của team mình đang rất là phong phú nha anh em ơi. Bây giờ thì các thành viên mình sẽ tiếp tục di chuyển sang đến khu vực số 12. Thiên tâm sẽ đi trước để chết map.
Và sau đó là tàn kiếm sẽ đi sao? Tài nguyên mới lại bắt đầu xuất hiện. Chúng ta tiếp tục di chuyển về đến khu vực số 13 nào. Đây, có tàn kiếm, có kèo, có tiêu dao và có thiên tâm nữa. Đây rồi, không biết cái team này có phải là cái team lúc nãy tại khu 2 không? Tàn kiếm chúng ta đã rút lui rồi anh em ạ. Hiện tại thiên tâm của chúng ta cũng đang có mặt tại khu vực số 3. Tàn kiếm chuẩn bị hồi chiêu quay trở lại khu vực số 13. Đội bạn đã rút lui. Khả năng là đội bạn đã di chuyển sang khu vực số 14. Thiên tâm chúng ta đang cố gắng áp sát về đến khu vực số 14 rồi anh em ạ. Dường như là không có giao tranh, thiên tâm đã tiếp tục chạy sang khu vực số 15 và có giao tranh rồi. Đây là tiêu dao, thiên tâm và tàn kiếm. Thiên tâm đội bạn đã lên chiêu cuối. Tàn kiếm thì đang núp lùm tại khu vực số 13. Không biết là thiên tâm chúng ta có thể rút lui thành công hay không. Như vậy là thời gian của vòng số 1 đã kết thúc. Và đội bạn vẫn còn đủ 3 thành viên nha anh em ơi. Một đội hình khá mạnh. Những chiến thuật úp nhấp nhả đang được chúng ta đang triển khai. Bây giờ thì thời gian của vòng số 2 đã bắt đầu được 10 giây. Và anh em thấy số lượng đội chỉ còn có 6 đội thôi anh em ơi. Và chúng ta đang mua được rất nhiều tài nguyên tại thương nhân khu vực số 3. Bởi vì chúng ta có rất nhiều tài nguyên anh em à, rất nhiều xu. Sau khi mua tài nguyên xong thì các thành viên của mình di chuyển sang khu vực số 2. Đây, tàn kiếm mình đang có bảo kích rồi, tuyệt vời. Tiếp tục một viên hồi phục máu. Trời, thiên tâm ơi. Chúng ta đang có mặt tại khu vực số 9 và thiên tâm vẫn quay trở lại khu vực số 2. Hãy hết sức cẩn thận anh em ạ. Tiếp tục di chuyển sang khu vực số 8. Và bên này đã có tìm chết tài nguyên. Chúng ta di chuyển sang khu vực số 1. Rất trống. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa lên được quân hàm ỷ thiên nha anh em. Tàn kiếm tiếp tục farm lính để kiếm thêm một lượng tài nguyên nữa. Mặc dù sở hữu bộ đội hình mạnh nhưng chúng ta vẫn ưu tiên kiếm tài nguyên như lần đầu. Rồi, bật phong tháp vân cảnh lên. Và như vậy là không phát hiện thêm mục tiêu này mà. Mấy team kia đâu hết trơn người ta. Núp hết trơn rồi bà con cô bác ơi. Lụm đồ nè. Nâng cái lên quân hàm ý thiên liền anh em. Ồ, chưa lên ý thiên nữa, trời trời. Nhỏ vậy. Rồi, lần này chắc chắn là chúng ta sẽ lên được quân hàm ý thiên nào. Vẫn không phát hiện được mục tiêu. Tiếp tục di chuyển sang các khu vực bên ngoài để chết tài nguyên. Tàn kiếm đã bật phong tháp vân cảnh trước khi chuyển ô. Rất cẩn trọng nha anh em. Đừng quá tiết kiệm kỹ năng nha anh em ơi. Đó là một chiêu sẽ hỗ trợ đắc lực cho anh em. Chúng ta phát hiện một tiêu dao. Tiêu dao đã chạy rất nhanh. Như vậy số lượng đội đã giảm đi một đội. Tiêu dao có quân. Tiêu dao đã làm tàn phế thiên tâm chúng ta rồi. Chắc chắn là thiên tâm sẽ không sao anh em ạ. Rồi, thiên tâm đang cố gắng hồi máu tại khu vực số 8. Tiêu dao xuống trở lại rồi. Ôi. Nó, phải nói sốc đam cực kỳ. Tiêu dao lướt trở lại làm chi. Rồi xong, tiêu dao hết chạy. Tình huống đó mình nghĩ có lẽ là tiêu dao sẽ thoát thành công. Nhưng một phát lướt không chuẩn xác của tiêu dao đã dẫn đến tiêu dao ra đi anh em ạ. Và đó là tiêu dao khi có bạo kích đẩy một combo khá mạnh vào tàn kiếm chúng ta. Bây giờ tàn kiếm đang mất 7x nha anh em ơi. Và một tiêu dao khác yếu máu. Chúng ta đã kết thúc thêm được một tiêu dao khác yếu máu nữa rồi anh em ạ. Nhưng số lượng đội vẫn không giảm. Hiện tại số lượng đội trong bản đồ chúng ta vẫn còn đến 4 đội. Vấn đề mình đang quan tâm hiện tại đó là cái team 3 lúc nãy, tàn kiếm, thiên tâm và tiêu dao, họ đang ở đâu và còn sống hay không? Ảo tượng khu vực số 6 đã được mở thành công và chúng ta tiếp tục di chuyển sang ảo tượng khu vực số 5. Đã có thêm một đội nữa lên bảng điểm số rồi em ơi. Hiện tại bản đồ chúng ta chỉ còn có 3 đội thôi. Và ảo tượng cũng đã được mở thành công rồi. Tiếp tục di chuyển về đến khu vực số 6 để mở rương. Mình thấy là team của anh em Bình Trịnh đánh rất cẩn trọng. Một môn phái có quân đó chính là tiêu dao đã lóc được thiên tâm và tàn kiếm chúng ta rồi.
Thiên Tâm đã di chuyển sang đến khu vực số 7, Tiêu Dao đang cố gắng đuổi theo. Thiên Tâm đã quay trở lại khu vực số 6. Tiêu Dao hết quân, tăng kiếm bật phong tháp vân cảnh cũ né thành công rồi. Đoạn triều không trúng anh em mà, đoạn triều một phát nữa chúng ta có Ngọc Tuyền ngư dược. Trời ơi đâu rồi, hình như nó chạy vào khu vực số 23 rồi anh em ạ. Bây giờ thì tàn kiếm chúng ta tiếp tục gom lính lại để farm và hồi phục lại lượng máu. Vẫn rất cẩn trọng, chúng ta tiếp tục mở rương để nâng lực chiến cho các thành viên trong team của mình. Di chuyển về đến khu vực số 1 để kiểm tra boss anh em ạ. Boss hiện tại vẫn còn đang rất là trống. Tiếp tục di chuyển, team chúng ta đã bắt đầu tách ra để tìm kiếm những môn phái còn lại trong bản đồ này. Không, các thành viên mình đã tụ họp lại với nhau. Bây giờ chúng ta di chuyển sang khu vực số 17. Tiếp tục là khu vực số 18, vẫn đang rất trống. Đây, một tiêu dao. Chúng ta phát hiện được một tiêu dao rồi anh em ạ. Như vậy là trong bản đồ này sẽ có một tiêu dao lẻ. Có lẽ như Thiên Tâm vừa chạm trán với tiêu dao. Thời gian của vòng số 2 chúng ta chỉ còn khoảng 45 giây nữa là kết thúc và chúng ta đang cố gắng tiếp tục di chuyển để tìm kiếm mục tiêu. Anh em thấy đội hình của mình đang đánh rất là chắc nha anh em ơi, mặc dù chúng ta đang sở hữu mà hai một phái rất mạnh trong tầm ma nhưng team chúng ta không hề tách ra anh em ạ. Vẫn luôn di chuyển cùng nhau và ở xung quanh nhau, không có di chuyển quá xa. Đây, tiêu dao vẫn đang có mặt tại khu vực số 6, tiêu dao đã di chuyển sang khu vực số 8 rồi. Và có lẽ là thời gian của vòng số 2 sẽ kết thúc tại đây anh em ơi, chúng ta vẫn còn đến 3 đội. Như vậy là Thiên Tâm đã có được một điểm hạ gục nhưng số lượng đội không hề giảm, số lượng đội vẫn còn anh em ạ. Chúng ta phát hiện một tiêu dao tại đây. Rồi, chuẩn bị bước sang đến vòng thứ 3 nào. Hồi nãy vòng 1 đánh ghê lắm mà ta, tuy nhiên vòng 2 cái bắt đầu vắng lặng luôn anh em ạ. Những team khác họ giữ kẻ rất nhiều. Đây là team Thiên Tâm, tiêu dao và có cả tàn kiếm thì phải rồi. Thiên Tâm, cả hai Thiên Tâm đều đang dồn đam. Tiêu dao xuất hiện đang hôi rồi, Thiên Tâm chúng ta có chạy được không? Dưới này có một tiêu dao khác nữa. Tiêu dao lóc được Thiên Tâm chúng ta rồi, tiêu dao đã có một phát ăn hôi. Nhưng Thiên Tâm đã lên 7x và tiếp tục hồi máu anh em ạ. Như vậy theo mình đoán là trong map này sẽ có một team gồm có Thiên Tâm, tiêu dao chung phe, một tiêu dao lẻ. Vậy là tàn kiếm của team bên kia đã ra đi. Khả năng là lúc cuối vòng số 2 Thiên Tâm đã kết thúc được tàn kiếm của team bên kia này mà. Tính ra cái team 3 núp lùm ghê thật chứ, chúng ta di chuyển liên tục như vậy vẫn không phát hiện được họ. Rồi, bây giờ thì chờ tài nguyên mới xuất hiện nào anh em. Tàn kiếm chúng ta đang có thêm bảo kích, Thiên Tâm đã di chuyển về đến khu vực số 7 rồi, chắc chắn có giao tranh. Thêm một tiêu dao nữa chúng ta có thể hơn bởi vì tàn kiếm khắc chế được tiêu dao. Tiêu dao quay trở lại ăn hai phát đoạn triều, tiêu dao lên 7 điểm số, Thiên Tâm buộc lòng phải rút lui rồi. Rồi rồi bị Thiên Tâm chúng ta đóng băng luôn rồi và như vậy là Thiên Tâm cũng đã bị kết thúc. Một pha xử lý không được mượt mà của team đội bạn dẫn đến đã ra đi nè bà. Đó, phái mạnh đúng không? Nhưng mà cần vấn đề xử lý ra vào giao tranh phải hợp lý nha anh em. Điều này rất là quan trọng để giúp cho anh em chiến thắng một cái trận tâm ma. Bây giờ thì chỉ còn một mình tiêu dao lẻ trong bản đồ này và chúng ta thoải mái di chuyển tách ra để tìm kiếm tiêu dao. Không phát hiện được mục tiêu. Đấy rồi, Thiên Tâm có giao tranh với tiêu dao tại khu vực số 8. Tiêu dao đã thoát thân. Những giây phút rất hồi hộp anh em ạ. Không biết là tiêu dao bên kia sẽ xử lý team mình như thế nào. Rồi, phát hiện tiêu dao tại khu vực số 8, tiêu dao mất né rồi và như vậy là trận tâm ma kết thúc tại đây. Quá tuyệt vời.
Và nếu như anh em yêu quý Trần Tâm Anh này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.